rồi là một giai điệu của một ca khúc rất là hay của Trung Quốc. Không biết là mọi người có biết không? Nhưng mà thôi thì bài này nó cũng lâu rồi, nhưng mà mình thấy rằng ấy, nó rất là hợp với đàn nhị và nó dễ, nó ngắn thôi, nó chỉ có hai câu như vừa rồi mình đánh thôi. Đấy thì là đã tạo nên một bài vui tươi rất là hay. Thì chính vì lẽ đó nên là mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn có thêm một cái bài kéo nhị giải trí. Vâng, bài này thì có tên là Anh Có Thể Đừng Rời Xa Em Được Không, nhạc Hoa. Thì mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều người nào mà hay nghe nhạc Hoa thì chắc cũng sẽ biết bài này. Đó, thì ok, mình để không làm mất thời gian của các bạn ấy, thì mình xin đi vào chi tiết của bài này luôn. Thì đầu tiên mình chia sẻ cho các bạn cái bài này ấy, nó nằm ở trên dây đồ son nhé, đồ son cho nó dễ. Và các bạn đánh cho mình cái thang âm này, son si đô. Mình đánh lại nha. Son si do. Đó là những cái nốt nhạc nó sẽ xuất hiện trong cái bài này. Mình đánh cái tông này bởi vì là cái bài này nó phải đánh cái tông này nó mới hợp. Ừ. Rồi, bắt đầu với câu đầu tiên của nó là trong cái bài này thì cái nốt các bạn bấm cho mình là nốt si giáng và nốt mi giáng nhé. Cái mặc mặc định của bài này nó nằm ở giọng đô thứ, nên là các bạn phải bấm cho mình là giọng mặc định là si giáng và mi giáng. Đấy, các bạn chỉ cần chú ý thôi, còn các cái nốt kia nó vẫn là bình. Thì mình đọc cảm âm này. Son si mi đô. Son si mi đô mi fa mi re đô. Đọc lại. Son si mi đô mi fa mi re đô. Mình đánh vào đàn. Đấy. Đấy, các bạn đánh cái thế tay này thì là nó ăn 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 luôn, nó là ngũ cung mà, thế tay ngũ cung mà. Rồi, ok nhá. Chuyển thế xuống thì chúng ta sẽ bấm ngón một vào nốt mi giáng đó luôn. Đây nhá. Son son si mi, son si mi đô đúng không? Son si mi đô mi ngón một mi fa mi re đô. Re là ngón ba nhá. Mi fa mi re là chúng ta chuyển. Re là đặt đúng vào ngón ba này. Mi mi giáng đây, re đây, đô đây. Đấy. Rồi mình đánh đọc lại nhá. Rồi, tiếp theo này. Mi fa son mi fa son fa mi fa. Đọc lại. Mi fa son mi fa son fa mi fa. Mi thế tay hai nhá. Mi ngón một. Mi fa son mi fa son. Tiếp theo mi fa son son fa son fa mi re re mi re.
Mi fa son son fa son fa mi re re mi re. Cố gắng vừa nghe đọc và vừa nhìn cái tay của mình để xem cái thế tay nhá. Mình vừa đọc vừa kéo này để các bạn hiểu này. Mi fa son son fa son fa mi re re mi. Tiếp theo. Mi si do 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 mi re do. Mi si do do mi si do 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 mi re do. Đánh lại. Rồi thì các bạn đấy mình có chia sẻ cảm âm lên trên này rồi nhé, thì các bạn cứ theo cái cảm âm đấy thì là đến các bạn đánh lại nó cái câu hai của nó sẽ đánh lại từ đầu đến cuối, nó chỉ khác cái câu cuối của nó là câu câu cuối của nó thì nó là mi mi si do 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 mi re do, câu cuối của lần của câu một đấy thì nó là như thế, còn câu cuối của câu 2 nó sẽ là mi si do 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 si mi re do. Đấy nó chỉ khác là thêm nốt si thôi. Nó sẽ đánh kiểu như này. Còn đoạn trên giống nhau hết. Chúc các bạn học bài này thành công. Muốn học bài gì thì cứ comment xuống phía dưới, mình sẽ giúp các bạn làm video và có cảm ơn. Xin chào các bạn.